là đơn vị thép đầu tiên tại Việt Nam vận hành công nghệ ConSteel bằng lò luyện EAF mang ưu điểm vượt trội. Pomina đã đưa ra thị trường những sản phẩm thép chất lượng ổn định, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật đa dạng của Việt Nam và quốc tế trong giai đoạn số hóa 4.0. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2019, công ty cổ phần thép Pomina đã đưa ra thị trường gần 350.000 tấn thép xây dựng, xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Canada. Khối ASEAN khoảng 95.000 tấn, tăng 42% so với cùng kỳ, và Pomina cũng đang dẫn đầu thị phần xuất khẩu thép xây dựng từ năm 2018 đến nay. Với công nghệ ConSteel bằng lò luyện EAF giúp nạp liệu theo phương ngang, luyện phế liệu ở nhiệt độ 16.000 độ C thành thép lỏng tinh luyện, được kết xuất ra từ đáy lò, đảm bảo không bị lẫn xỉ và các tạp chất đã giúp mang lại những sản phẩm thép Pomina chất lượng, ổn định, an toàn và bền vững, đáp ứng tốt nhất những tiêu chuẩn khắt khe ở hầu hết các công trình chất lượng cao trong và ngoài nước, trong khi các công nghệ khác không thực hiện được. Nhờ có hướng đi riêng, lựa chọn phân khúc khách hàng sử dụng sản phẩm thép xây dựng cao cấp, nên đến nay, Pomina vẫn luôn được các đối tác như Vingroup, Phú Mỹ Hưng, Đại Quang Minh, Cotecon, Hòa Bình, v.v. tin dùng và sử dụng sản phẩm thép chất lượng cao vào các dự án lớn như Landmark 81, Vincom, khu đô thị Sala, Đại Quang Minh, cao tốc Bến Lức, Long Thành, dự án trọng điểm quốc gia cầu Thủ Thiêm 2 cùng với các công trình chất lượng cao trong và ngoài nước khác. Chúng tôi đã có hơn 20 năm làm việc với nhau, hiểu nhau, có cái sự tin cậy lẫn nhau. Pomina luôn luôn cung cấp những sản phẩm và bảo đảm chất lượng. Những công trình hiện nay đó khuynh hướng là các nhà sản xuất cung cấp cái sản phẩm vừa đủ theo tiêu chuẩn, có khi nó thiếu một chút, nhưng mà Pomina thì không làm như thế. Nhưng mà tôi trân trọng cái tinh thần vì chất lượng như thế của Pomina. Bên cạnh việc kinh doanh, Pomina còn xác định đóng góp cho xã hội thông qua việc tài trợ chương trình Cùng Xây Ước Mơ, xây dựng mỗi tuần một căn nhà. Tính đến tháng 5 năm 2019, Pomina đã xây dựng hơn 590 căn nhà giúp đỡ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Và Pomina vẫn không ngừng tiên phong đổi mới, sáng tạo, bắt kịp xu hướng của thời đại để khẳng định mạnh mẽ thông điệp thép Pomina phát triển để trường tồn.